hai lu tàu xuống hồ hồ cho bê chồng phà nhẹ mông nhất cho tới chợ Việt Nam tại nó để có nề sẽ đời nông phú ra lu nó ta để nề và phú tuần đó phú thả nữa phú vô là một trò ý ra vì dèo trò ý cho tu luồn mông lại ý cho mông là một cô yuan để gì cha chùa tiền tài mong một nhà nhà chỉ tàu kế gì phanh là nhà nhà tàu tàu kế hay tiệt cô yuan mi tàu kế trái tiệt ở trong tiệt tên là thổ bê mong mà ra vì giàu nó giờ nhớ trong tàu lưu huyện sa pa tỉnh lào cai tu tu và một cha chùa gì tu bao nhiêu nó giờ nhớ trong tàu lưu sát sa pa huyện sa pa tôn sai nhớ trong tờ lũ xã tà phin huyện sapa ra vì giàu khó tinh mệnh nó giờ sông ở xia cầu chùa trâu lò nó em này giờ ít cho mong bây giờ đời giờ tàn cho mong bây giờ mong Việt Nam chỉ hai bao nhiêu chỉ nên nên sai ra vì giàu nó ta nên cho là một lòng của hai lù mà ra vì giàu nó cú là một mối cho kia có nên bỏ tụ đua có nên bỏ hai tiền lúc chú gì lì hè nó nên phê bảo lý cha mà nên cho ô yếu bỏ nè chỉ lý cho sai một chút cho bỏ nè nên sai ra vì giàu nó có nên thiệt bỏ hai tiền yếu lý cha chỉ nhớ nên yếu tao là một cổng tế thế là một chế cho kế là yếu cho tên nó thì chú là một chú chế lúc chú gì lì hè nó có nên chú sắp cho kế khô yếu ấy nè cho bọn nè nè thiên muôn kê thiên sinh dĩ giả lý bế cháu chí nâng mà thá cho nè cháu ở xài là cháu bọn nè mông nha tí cháu Việt Nam nè ô tí rồng lồng trâu ra vì dèo nó nè nè sai tạp tà nè nè sai cỏ thông ấy nè thiên bao á ấy nè mà lý lòng lồng của hai lùn dĩ nè. Đây này mọi người ơi, bắt đầu đến mùa bắt vợ rồi đây này, đấy, mọi người thấy chưa? Đó, cứ thế là sách như thế này thôi, đây, tội nghiệp chưa này. Em này chắc tầm 12, 13 tuổi thôi thì bị bắt đây này. Bao nhiêu thanh niên thế này làm sao mà thoát được. Đó, những bạn nào mà chưa thấy bây giờ là đến mùa bắt vợ rồi nhá mọi người nhá. Cứ đến mùa tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 là đến mùa bắt vợ đây này. Thấy chưa? Đấy, không chịu đi cũng sai đi đây này. Thấy chưa? Tội nghiệp chưa này. Này bạn này chắc 13 tuổi chứ mấy. Chắc 13 tuổi rồi. Nhớ trong đám thanh niên này còn không biết chồng mình là thằng nào đâu mọi người ạ. Còn không biết chồng mình là thằng nào luôn á. Thôi bỏ ra đi, nó không lấy thì bỏ ra đi. Đó mọi người thấy không? Bạn nào mà lúc nào mà mọi người mà lên Tây Bắc chơi ấy thì mọi người cứ lên đây xem những cái phong tục bắt vợ này. Đó. Cái này hầu như đây tất cả những thanh niên ở đây á, muốn lấy vợ là đều phải bắt như thế này đấy. Bác đi như bác con lợn luôn á mọi người. Đấy tội nghiệp chưa? Cực kỳ là tội nghiệp cho bạn đấy luôn này. Bạn thân thì chạy đấy. Bạn thân thì chạy theo đây này. Đó, xách thế là xách đi thôi, để chắc là để xem máy ở ngoài kia á, xong là xách đi cho lên xe thôi mọi người ạ. Đó, tội nghiệp chưa? Rách có đứa không mặc quần bên trong á, có những lúc bị bắt á, còn thấy hết cả áo con các kiểu luôn á mọi người, quần con áo con các kiểu luôn. Như này bạn này may mà còn mặc lồng bên trong. Đi trồng qua mông của mó thiết chùa bỏ thiết xoay nồng thiết nó, chứ xanh giờ cháu còn nhỉ mông nhá tới trời Việt Nam. Nên tôi bỏ cú cho rằng video nó ta lở, nên xá lý trà. Thảo nê yếu bọn nè, mông là yên xài mông nê xài ra vì dèo nó ta, nê bùa mò xìa, nê bùa chỉ xìa, thiên nê bùa bầu tờ, nê xá thông thông nê yếu tí nâng là yếu nê yếu chia yếu chú yếu đế là yếu bùa. Mà yếu lý nó thảo nê xài ra vì dèo nó ta, nê yếu tí nâng, nê yếu bọn nè mông nê yên mùa lô hữu chỉ, mình mỏ yếu lý bế dí nâng, chỉ nhớ nê yếu chủ sớ là một hài khó tệ tinh mệnh nó. Có một cái nhàn dành cho nên cho ôi ở bọn nhà thì ở cho ôn xài mông nên chỉ ở chia nên chỉ ở đế chỉ ở bùa nên ở tin nâng ý ạ lý bí cho tí nâng mà giờ lý nó cho kế ở ý thiên mông ô lý nó cho nên luôn mình mỏ bọn nhà là ở ô cho tình xài nhưng giờ ý cho kế cú ở tí nâng cú bỏ hay thì nhưng chỉ nhàn dành thì ở lúc chú ý lý hệ cú cú bộ thông gió là cho nhẹ nô nì nó mà giờ lý nó nên cho bọn nhà nên ở đâu là một tàu xua cho lý tế chờ nó cho cái chế lý cho công bằng quyền tự do con người tại quan niệm thiết chí nành kế lựa chọn hạnh phúc là do quyền hôn nhân gia đình mà nên cháu ở bọn nhà nhân tài nên có chủ là một tảo xua là một
chè lúc chú gì lì hè nó còn nè sao trồng gì sao mua chú xin gì là mà giờ nè xảy ra video nó ta là nè yếu ta hú tôn ra cú hoàng văn bằng thả nè nè cháu ở yếu bọn nè mong nhớ tới chờ Việt Nam nè cú tàn chống nè hú tôn ra cú xưa á cú tàn chống nè hú tôn ra cú xưa á nè em nè cá chú hú tôn ra cú cú yếu ăn ra nè cổng tê thế là một chế lu chú ý lì hè nó có sao mua trâu đó nè cháu ở yếu xài mong là yếu bọn nè mong là ấy còn nên mua cho cái gì 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 luôn công thành ý là lấy bây giờ chỉ nên còn nên tiền xài lo lo tua của mua cho cái hai tia mua quyền tự do lựa chọn gia đình hạnh phúc là do quyền hôn nhân gia đình trở lấy bây giờ chờ nó ký chế lý cho mà nên cho ôi ở bọn nè nên yếu ta hú tôn ra cú thả nè cố dùng xe chạy to cho chua tù tôn ra cú thả ê còn trẻ tao ít cho cái rồng à công thành là cho nên chó bọn nè nè ê ô chồng tao á ít chồng bọn nè mong thế gì nè mong nè hú tổ nè chú sinh cha mà giờ chó bọn nè mong á khó để tinh mệnh nè chú xin đông tao ê bị ít cho gì nè mong ô linh đạo cho nên là vì giờ nè chó bọn nè mong nè nè chú công tê nè nè mua hải lo lụt chú rồng nè nè phần tao chó ô cho gì nè giờ chó ô nè chú bao cá hậu á chú nè là giờ nè ô muốn chỉ chùa nè, nè chỉ chơi cú xe nè, nè chỉ chơi xí chơi chơi nè, họ biết cho bao nhiêu mong ở chỗ này cho bao cả hậu là nè yên chỉ quan chế đi nè, lúc chú ý lì hè cú yếu gì tên tài nè, giờ cú yếu nè lúc mình mò bao nhiêu nè, mà giờ lì nè cho bao nhiêu chỉ hai cho gần đó sẽ xe ô công sự thế là giờ cho gần đó sẽ xe ô nhớ bị do bị à bị địa phương địa bàn thì co là giờ cho bao nhiêu mong ở nọ ở hậu là nè do chủ tàu là một tàu số nè tàu số có trợ lý ký trợ lý cho nhất tới chợ Việt Nam để nó nè hú tôn ra cú thả nè cú rong xiên ra nè thả cú yếu là một trò nè là một tàu trả là giờ là một chúa trẻ lúc chú ý lì hiện nó có biết mong ít xe mua lúc chú ý nó cho trẻ có biết gió bao nhiêu mong là hiện tại mong tiền tàu ra cái công bằng sự tự sự lo lì tiền nhà là tiền lúa lúa hai nền tiền nền địa tiền nè mà ấy cú tàu nè ó nè cái chú hú tua cho cú nè, ấy ô chọn tàu nè mà, ô chọn tàu thì phù hợp chọn nọ chọn chú thì bị chọn mong số lượng số tủ thì là ấy ô chọn tàu mà sinh ra, chọn chọn hú tua cho cú nè.